Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình Khỏe để sống vui và tôi là Việt Cường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến dịch cúm A, một dịch bệnh đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước và hai vị khách mời sẽ cùng đồng hành với Việt Cường. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga là phó khoa nội tổng quát Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương. Và bên cạnh đó là sự có mặt của chị Nguyễn Thùy Linh là nhân viên văn phòng, một người đã từng mắc cúm A rồi và chị sẽ có rất nhiều những cái sự chia sẻ về căn bệnh này trong ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh cúm hiện nay thì phân làm bao nhiêu loại và trong đó cúm A là cái chủng cúm như thế nào và có khác biệt và nguy hiểm hơn so với các cái chủng cúm khác hay là không ạ? Hiện nay thì virus cúm thì được chia làm 4 chủng là cúm A, B, C và D. Thì trong đó thì cúm A, B, C thì thường là gây bệnh trên người. Tuy nhiên thì trong ba cái chủng virus cúm này ở người thì virus cúm A thì là thường hay gây ra tình trạng bệnh nặng và có thể gây ra dịch lớn ở người nên là thường là được quan tâm nhiều nhất. Vì sao cúm nó lại bùng phát trong cái thời điểm mà nắng nóng như vậy ạ? Nguyên nhân là do đâu ạ? Thực ra thì từ trước đến nay thì chúng ta hay gặp các cái đợt dịch cúm vào các giai đoạn mùa thường là khí hậu lạnh, đặc biệt ở miền Bắc cái tính chất mùa rất là rõ thì chúng ta hay gặp vào cái giai đoạn mùa đông xuân. Tuy nhiên thì đặc điểm của virus cúm thì là cũng là một cái loại virus mà có cái sức sống cũng khá là tốt và cái phổ nhiệt độ của virus cúm thì khá là rộng. Virus cúm có thể sống được ở cái điều kiện nhiệt độ rất là cao, thậm chí là lên đến 60 độ ở trong vòng thời gian phải 30 phút thì chúng ta mới có thể diệt được virus cúm. Và hơn nữa là ở cái nhiệt độ rất lạnh, kể cả nhiệt độ âm như âm 20 độ C thì người ta thấy virus cúm thậm chí có thể tồn tại đến hàng năm ở cái ngoài điều kiện tự nhiên. Thế thì qua đấy thì chúng ta thấy là cái khoảng phổ nhiệt độ của virus cúm rất là rộng. Tuy nhiên thì cái điều kiện thuận lợi nó hay gặp ở mùa lạnh nên là chúng ta cũng sẽ hay thấy cái giai đoạn mùa lạnh nhiều hơn. Cái đợt năm nay thì chúng tôi cũng ghi nhận là cái giai đoạn mặc dù là giữa cái giai đoạn nắng nóng cao điểm của khu vực miền Bắc nhưng mà dịch cúm lại xảy ra và bùng phát cũng khá là khác so với cả những cái giai đoạn năm trước. Về nguyên nhân cụ thể thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận một cái điều gì một cách xác đáng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là và khi mà chúng ta bắt đầu có cái sự tương tác xã hội, sự tiếp xúc nó xu hướng tăng lên thì các cái bệnh truyền nhiễm như cái giai đoạn này là cũng tăng lên chung và trong đấy có cả bệnh cúm. Dạ vâng ạ, đó cũng là lý giải vì sao mà trong mùa nắng nóng nhiều địa phương trên cả nước cái số ca mắc cúm A nó lại tăng nhanh như vậy. Được biết là chị Thùy Linh cũng đã mắc cúm A rồi thì không biết là khi mà mình bị mắc cúm A như vậy thì cái biểu hiện lâm sàng của nó như thế nào, chị có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Ban đầu thì em chỉ thấy mệt mỏi này, nghẹt mũi, chảy mũi, sau đó thì đau rát họng, cả người rất là mệt mỏi, không còn sức để làm cái gì cả. Sau đó thì đến tối thì có sốt cao lên đến 38 độ 5. Em có uống thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau nhưng mà không đỡ. Sau đó thì sang ngày đến ngày thứ hai thì tình trạng sốt cao vẫn tiếp tục và nó liên tục, nó không có dấu hiệu là dừng và người thì vẫn đau nhức mỏi. Nên là em quyết định là ra phòng khám ở gần nhà để làm cái xét nghiệm, tại vì bây giờ cũng đang trong mùa cúm A nên là em có nghi ngờ là mình đã bị mắc. Sau đó thì ra đấy thì được làm xét nghiệm thì đúng là em đã bị cúm A thật. Đó là những cái biểu hiện cụ thể, cái sự chia sẻ cụ thể của một người đã bị cúm A. Bác sĩ có thấy là đây là cái biểu hiện thường gặp ở nhiều người hay không? Hay là ở những người khác thì chúng ta sẽ có thêm những cái biểu hiện khác đáng chú ý nữa ạ? Cái biểu hiện của bạn Thùy Linh thì cũng chúng ta thấy là nó cũng khá là điển hình cho một bệnh nhân bị mắc cúm. Thông thường thì bệnh cúm thì khi xảy ra thì người bắt đầu là mình cũng có những cái biểu hiện xuất hiện các triệu chứng khá là đột ngột, là cơ thể thường là có biểu hiện sốt kèm theo các cái dấu hiệu của bệnh lý viêm long đường hô hấp. Ví dụ như là chúng ta hay thấy là bị hắt hơi, chảy mũi, rồi kèm theo có thể là ho, đau họng và nói chung là các cái biểu hiện khi mà nhiễm virus nói chung thì thường là cơ thể khá là mệt mỏi, đặc biệt là người lớn thì cảm giác là mệt mỏi, đau nhức đầu rồi là mọi người. Thì đấy là những cái dấu hiệu khá là thường gặp trong virus cúm. Và cái thời gian diễn biến của virus cúm thì cũng thường kéo dài khoảng 4-5 ngày thì thường chúng ta cũng sẽ hết các cái triệu chứng như thế này. Thế còn trong những cái trường hợp đặc biệt thì ví dụ như là trẻ nhỏ hoặc là người già cao tuổi hoặc là những cơ thể mà có bệnh lý nền thì cái tình trạng có thể diễn biến phức tạp hơn với những cái biểu hiện biến chứng có thể nặng hơn như là viêm phổi hay là thậm chí là suy hô hấp hoặc là có những cái biến chứng khác. Chị Linh thân mến, không biết là trong cái giai đoạn mà mình bị cúm đó thì mình đã tự chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào? Thì mình nghỉ ngơi nhiều nhất có thể này, ăn uống nhiều rau xanh này,
hoa quả tươi này, ăn đồ mềm để dễ tiêu hóa này, và vận động nhẹ nhàng, giữ gìn nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, và mình mặc đồ thông thoáng để tránh để bị cúm, nó sốt lên cao ấy. Uống nhiều nước ấm và vệ sinh cơ thể cũng bằng nước ấm, và sau đó thì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Ở đó là một cái sự chia sẻ của một người đã từng mắc bệnh, không biết là bao nhiêu đó là đã đủ chưa cho cái việc là chúng ta chăm sóc những người đang bị cúm A, thưa bác sĩ. Tôi nghĩ là với những cái giải pháp của chị Thùy Linh thì cũng rất là phù hợp với những cái tình trạng bệnh của chị khi mà mình mắc phải cái tình trạng mắc cúm. Thì với cái khi mà mắc cúm thì chúng ta với những cái thể nhẹ và không có biến chứng thì phần lớn là bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta chăm sóc tại nhà. Và với những cái giải pháp như là chị Thùy Linh đưa ra, như là chúng ta phải nghỉ ngơi, rồi ăn uống hợp lý, ăn những cái đồ rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp thêm vitamin, cũng như là đặc biệt là chú ý là uống nhiều nước, rồi tất cả những cái giải pháp của chị Thùy Linh thì cũng rất là chuẩn mực. Chị Thùy Linh thì đang chăm sóc ở nhà, nhưng mà nhiều trường hợp khác thì tôi thấy là có diễn tiến nặng hơn và phải đến bệnh viện để điều trị. Thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn chuyển tiếp mà chúng ta cần phải lưu ý để đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị một cách sớm nhất, thưa bác sĩ? Thì thông thường thì như ở trên tôi đã nói, thì thông thường thì bệnh cúm sẽ diễn tiến khoảng tầm 4-5 ngày, cũng giống như điển hình như trường hợp của chị Thùy Linh. Thì thường là 4-5 ngày thì cái tình trạng cúm cũng sẽ qua đi, tức là cơ thể cũng sẽ cảm giác là dễ chịu trở lại, rồi sốt sẽ không cao nữa, rồi các cái triệu chứng hô hấp cũng sẽ giảm dần. Thì đấy là những cái trường hợp diễn biến bình thường. Tuy nhiên trong cái quá trình chúng ta theo dõi 4-5 ngày đó, nếu mà thấy là các cái triệu chứng không theo chiều hướng cải thiện, ví dụ như chúng ta thấy sốt cao liên tục, cơ thể thì ngày càng mệt mỏi dần, hoặc là ho tăng, ho nhiều hơn, thậm chí là có những trường hợp xuất hiện là đau ngực hay khó thở, hay có những trường hợp đặc biệt là với trẻ nhỏ thì có thể có những tình huống là co giật, thì đấy là những cái biểu hiện mà chúng ta cần phải đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Rồi thậm chí là có những trường hợp thì có thể là trong 4-5 ngày đầu chúng ta cũng chưa thấy những cái xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhưng nếu mà triệu chứng cúm như là sốt cao hay là ho nhiều hay là những cái biểu hiện mệt mỏi khác mà kéo dài trên 5 ngày thì chúng ta cũng có thể cần phải đến cơ sở y tế để kiểm tra xem có cái nguyên nhân gì đặc biệt hay không. Vâng, có thể nói là trong lúc này, thời điểm mà chúng ta đang chứng kiến cái dịch kép, có nghĩa là COVID-19 rồi cúm A nữa, thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là cúm A, đâu là COVID-19, thưa bác sĩ? Thì đúng là từ khi mà có cái sự giao lưu trở lại thì chúng ta thấy là cái việc chúng ta phải đối mặt với nhiều loại bệnh dịch, chứ cũng không chỉ là hai loại là cúm hay COVID. Đặc biệt là chúng tôi làm ở lĩnh vực nhi khoa thì còn có nhiều những bệnh dịch theo mùa. Giai đoạn này thì cũng có nhiều yếu tố khác biệt, như năm nay chúng tôi còn tiếp nhận cả những bệnh nhân sốt xuất huyết, rồi bệnh nhân tay chân miệng, rồi bệnh nhân các cái bệnh viêm não theo mùa hè, thì đó là rất là nhiều những cái bệnh chồng chéo. Thế thì các cái biểu hiện chung thì đều là những cái tính chất của nhiễm virus, như là tình trạng sốt cao đột ngột rồi mệt mỏi. Thế thì với những cái tình trạng chung thì đặc biệt là hai cái loại căn nguyên mà chúng ta thấy nó khá là tương đồng nhau, đấy là virus cúm A và COVID-19, thì đều là hai cái căn nguyên của đường hô hấp, nên cái biểu hiện chung thì thường là biểu hiện đều là sốt và các cái biểu hiện của đường hô hấp nói chung. Tuy nhiên thì vẫn có những cái điểm mà chúng ta có thể là chú ý một chút, thì cũng có thấy những cái nét mà để giúp cho chúng ta gợi ý những cái bệnh này về mặt lâm sàng được. Thì trong các bệnh lý truyền nhiễm thì cái yếu tố đầu tiên chúng tôi thường quan tâm chính là yếu tố dịch tễ. Thông thường thì COVID-19 hay là cúm thì thường là sẽ có yếu tố tiếp xúc. Nếu chúng ta có nghi ngờ rằng chúng ta tiếp xúc với những bệnh nhân COVID, hoặc là đâu đấy chúng ta có thể ở cái vùng khu vực mà có nhiều bệnh nhân cúm chẳng hạn, thì đấy là những cái yếu tố cũng rất là tốt để cho chúng ta gợi ý rằng chúng ta có nguy cơ mắc cái bệnh lý nào nhiều hơn. Thì đấy là cái gọi là yếu tố dịch tễ mà gợi ý trong chẩn đoán rất nhiều. Cái yếu tố thứ hai là về mặt lâm sàng, thì cả hai cái bệnh này thì đều biểu hiện là có khởi đầu bằng sốt, nhưng tính chất sốt trong cúm thì xu hướng là sốt đột ngột hơn và thường là sốt cao hơn hơn là trong cái khi chúng ta nhiễm COVID. Ngoài ra nữa thì những ai mà đã từng trải qua cái đợt COVID và cũng đã bị mắc COVID thì chúng ta thấy là một cái triệu chứng mà chúng ta khá là hay gặp, đấy là triệu chứng là đau họng rất là nhiều, cảm giác là họng rất là khô, thậm chí là có thể là đau ngực, đặc biệt là hít vào có thể thấy là rất là đau,
Rồi một cái triệu chứng khá là đặc trưng cho bệnh nhân COVID đấy là chúng ta sẽ thấy cái cảm giác là mất khứu giác hay mất vị giác. Tuy nhiên thì cái đợt phía sau này khi mà các cái chủng virus COVID nó có sự thay đổi thì một số trường hợp thì cái triệu chứng đấy cũng có xu hướng là ít gặp hơn. Và đấy là những cái triệu chứng khá đặc trưng ở bệnh nhân COVID. Thế còn cúm thì thông thường thì chúng ta thấy là biểu hiện chính thường là sốt cao, đột ngột và các cái biểu hiện về hắt hơi, sổ mũi, rồi là ho. Thì đấy là những cái biểu hiện hay gặp hơn ở bệnh nhân cúm. Vâng, không biết là gia đình mình đã có những cái sự biện pháp chủ động như thế nào để có thể là phòng ngừa bệnh cúm cho bản thân và tất cả các thành viên ạ? Dạ, thì gia đình mình cũng có tập luyện thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này, khoa học, bổ sung rau xanh này, hoa quả tươi vào trong cái chế độ ăn uống của mình hàng ngày. Khi mà đến nơi những cái nơi công cộng ấy thì mình sau đó thì mình có sát khuẩn tay này và vệ sinh sạch sẽ để giữ cho mình là tránh khỏi vi khuẩn. Và trong cái mùa dịch này ấy, thì mình hạn chế đến những cái nơi mà quá là đông người và chủ động tiêm phòng để giữ gìn sức khỏe cho mọi người và gia đình mình. Vâng ạ, đó là tôi nghĩ là một cái điều mà có thể là mọi người của chúng ta đều thực hiện đúng không bác sĩ? Thế nhưng mà ở góc độ của chuyên gia, ở góc độ của ngành y tế thì bác sĩ có khuyến cáo gì cho các khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay để chúng ta có thể là chủ động phòng ngừa dịch cúm bằng những cái việc làm thiết thực nhất trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Thì để mà phòng bệnh không chỉ là cúm mà cũng là cái vấn đề phòng bệnh các cái loại virus mà lây truyền, đặc biệt là những cái virus lây truyền qua đường hô hấp mà hiện tại chúng ta đang phải đối mặt, thì các cái giải pháp mà chúng ta cũng phải thực hành như là chị Thùy Linh cũng đã vận dụng được rất là nhiều những cái giải pháp này. Như là trước tiên thì về phía mỗi cá thể chúng ta thì cần phải nâng cao cái sức khỏe nói chung cũng như là sức đề kháng của cơ thể bằng cách là chúng ta có cái cuộc sống từ dinh dưỡng rồi chế độ thể dục để có một cái sức khỏe tốt, nghỉ ngơi, lao động hợp lý. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta cũng hình thành những cái thói quen tốt trong các cái khâu như là từ vệ sinh tay, đặc biệt là những cái động tác như trước khi chúng ta đưa tay lên miệng, lên mũi hoặc là khi ho thì cũng đã phải che chắn để giảm những cái việc là mình đưa cái virus ra ngoài môi trường. Ngoài ra nữa thì trong cái công tác vệ sinh cá nhân cũng như là vệ sinh nhà cửa để giảm những cái tác nhân gây bệnh. Khi mà chúng ta cũng hạn chế tiếp xúc cộng đồng ở những cái nơi đông người mà không cần thiết, và khi mà có nhu cầu cần phải tiếp xúc thì chúng ta cũng nên có cái dự phòng là đeo khẩu trang. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng ta đã trải qua trong cái thực hành trong cái giai đoạn COVID cũng rất là hiệu quả. Một cái biện pháp nữa là khi mà chúng ta chủ động trong cái việc phòng ngừa các cái căn bệnh truyền nhiễm nói chung cũng như là đặc biệt là bệnh cúm, thì hiện tại thì chúng ta cũng đã có vaccine. Thì chúng ta cũng chú ý là vaccine cúm thì cũng sẽ có cái lịch tiêm nhắc lại hàng năm để chúng ta được tiêm những cái chủng virus cúm phù hợp nhất với cả cái dịch bệnh của năm đó, giúp cho chúng ta chủ động để phòng bệnh cũng như là chủ động được các cái tình trạng, tránh mắc được những cái tình trạng bệnh nặng. Dạ vâng ạ, hy vọng là với những cái sự chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga thì các khán giả của chương trình cũng như là chị Thùy Linh đây, chúng ta đã có thêm những cái kinh nghiệm trong việc là bảo vệ mình trước cái dịch cúm hiện nay. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga với chị Nguyễn Thị Linh đã đến đây và chia sẻ cho chúng tôi rất là nhiều những cái thông tin hay và bổ ích của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.